Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang đã xây dựng quy trình nuôi cá bóng mú trong ao đất. Đối tượng nuôi chính là cá bóng mú trân châu. Theo đánh giá chung, mô hình này có nhiều ưu thế so với nuôi trên biển. Trong thời gian nuôi khoảng là 10 tháng thì bà con cũng tăng thu nhập trên một diện tích ao của mình. Thì tính ra trên 1.000 mét vuông á, ao nuôi á, thì bà con tận thu được khoảng là 200-300 triệu đồng. Nuôi cá mú trân châu ở ao đất á, mình quản lý được cái chất lượng nước và ổn định trong suốt thời gian nuôi. Còn đối với bà con nuôi ở lồng bè á, thì phụ thuộc vào tất cả vào các điều kiện tự nhiên bên ngoài, là yếu tố môi trường bà con không quản lý được, dịch bệnh bà con cũng không quản lý được. Thì do đó về cái mà rủi ro á, thì ở nuôi lồng bè thì rất là cao. Trước đây, giống cá bóng mú chủ yếu nhập từ nước ngoài và chuyển từ miền Trung về đồng bằng sông Cửu Long nên chi phí khá cao. Gần đây, nhà nông Nguyễn Việt Bình ở xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã đầu tư bể ươm cá giống cung cấp cho bà con trong tỉnh. Đây là hộ nuôi cá bóng mú giống đầu tiên trong vùng. Ươm cái giai đoạn 2 này nè, là cái khu vực mình thả trà đó là chủ yếu để mình dẫn dụ cá nó vô để mà mình vớt lên cho nó dễ, để tập kết đủ lượng mình giao hàng. Còn nói chung thì cá nó thả ra môi trường không có trà thì nó cũng phát triển bình thường. Một là mình ươm vào giống để mình cung cấp cho cái việc nuôi thương phẩm của mình. Hai là có cái điều kiện về cơ sở vật chất, mình làm thêm cái dịch vụ là cung cấp giống cho các cái hộ mà nuôi ngoài lồng bè ngoài biển. Thì cái đặc điểm nuôi ngoài lồng bè ngoài biển đó, thì họ nuôi cái cỡ giống đó thì từ một tấc trở lên. Nhưng mà các cơ sở sản xuất giống đó, kể cả nhập ngoại hay là các cái tỉnh miền Trung đó, thì họ xuất ra từ là 4-5 thân là họ xuất rồi. Như vậy thì cái hiệu quả kinh tế thì họ cao hơn, là họ nuôi kéo lên cái kích cỡ cao hơn. Kích cỡ cao hơn thì cái hiệu quả sản xuất họ không có là bảo đảm bằng họ cái sản xuất liên tục tới cái cỡ 3-4 thân thì họ chuyển đi. Thì cái khâu chính giữa đó, cái khu trung gian đó, thì mình sẽ tham gia làm kinh dịch của khâu trung gian. Đối với cái cá giống ở cái giai đoạn 2 đó, cái mật độ nó là rất nhiều, có thể là 1 mét, có thể là 10 con. Vì thế mình nuôi trong cái thời gian ngắn thôi. Một con cá như vậy thì nó khoảng trên 40 ngàn. Nó thì hiện nay thì anh bán là một phân như vậy thì khoảng 3.800 cho tới 4 ngàn. Hiện nay thì nó có xu hướng nó cũng có tăng giá đó. Hiện nay thì cả cá giống nó cũng đang có sốt rồi. Nguồn thức ăn nuôi cá biển còn phụ thuộc vào lượng cá tạp được thu mua từ các tàu khai thác tại địa phương. Hiện nay, nguồn cá tạp ngày càng giảm và giá thành biến động theo mùa. Vì vậy, khi dưỡng cá giống, ngành nông nghiệp đang khuyến cáo người nuôi dùng 100% thức ăn viên công nghiệp cho cá ăn để đảm bảo đủ lượng đạm cho cá con phát triển và sạch môi trường. Đủ lượng thức ăn, cá phát triển tốt. Thường cá giống đạt kích thước từ 10 đến 12cm là có thể chuyển sang ao nuôi thương phẩm. Đáng chú ý là bà con cần chọn cá có kích cỡ đồng đều, khỏe mạnh và thả với mật độ nuôi phù hợp. Nuôi trong ao thì mình chỉ nuôi được mật độ khoảng 1 con trên 1 mét vuông thôi. Thì mình không có cung cấp thêm cái lượng oxy cho nó để mà hoạt động bơi lội chẳng hạn, hô hấp. Thì do đó để mà bà con mà nâng được cái mật độ mà giống như ở ngoài mà mô hình lồng bè thì bà con bắt buộc phải bổ sung thêm các hệ thống mà cung cấp oxy, thì bà con có khả năng bà con nâng lên mật độ là giống như ở ngoài lồng bè. Trước khi thả cá, bà con cần chuẩn bị hệ thống ao đảm bảo độ sâu với mực nước từ 1m2 đến 1m8. Vị trí nuôi phải gần nơi thoáng gió, có nguồn nước tốt, ít bị nhiễm phèn, không bị ô nhiễm bởi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay nước thải từ các khu công nghiệp, dân cư. Bờ ao chắc chắn không có lỗ mọt, hang hốc, đỉnh bờ ao cao hơn mực nước cao nhất hàng năm là 0,5 mét và có hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh. Tại vì trước khi thả cá con á, thì mình đã xử lý trước rồi. Xử lý là ví dụ như phơi đáy, dằn phèn phơi đáy rải vôi xong rồi cho nước vô ra cũng khoảng gần nửa tháng á. Cho nó vô ra xong hết rồi bắt đầu mình mới ứ lại rồi bắt đầu mới đo độ mặn, độ phèn, độ pH. Xong rồi thì bắt đầu mới thả cá. Bà con cần duy trì mực nước ổn định trong ao, giữ các chỉ tiêu môi trường trong khoảng thích hợp.
Khi nước ao dơ, cần thay một lượng nước sạch bằng 30% lượng nước trong ao. Nước phải được xử lý diệt khuẩn ở ao lắng trước khi lấy vào ao nuôi. Là cái độ mặn nó yếu, mưa nhiều quá, độ mặn yếu thì mình xả nó ra. Vì mình có cái bọng trên, tại vì cái nước mặn thì nó nằm dưới, cái nước ngọt thì nó nằm trên. Mà khi trời mưa nhiều thì cái nước ngọt nó nằm trên mặt thì mình có cái bọng trên, xả cái nước mặn nó ra. Rồi thử ở bên ngoài cái độ mặn nó tương đối tốt với cái độ pH. Xong rồi thì mình có máy mình bơm vô. Sự áp dụng được cái phương pháp đó thì nó đỡ cái tiền dầu mà chảy oxy. Mà thường thường nó dơ rồi thì mình biết liền à. Tại vì cái hầm đó là trong cái môi trường nước đó là con cá đại đa số là nó ăn yếu. Từ năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang xây dựng mô hình nuôi cá bóng mú trân châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp kết hợp cá tạp ở xã Bình An, huyện Kiên Lương do Tổ Khuyến nông Cộng đồng xã Bình An phụ trách. Với quy trình nuôi mới này, trong 6 tháng đầu, bà con dùng thức ăn công nghiệp, sau đó khi cá lớn, chuyển qua cho ăn cá tạp để giảm chi phí, hạn chế rủi ro cho mô hình nuôi. Giai đoạn từ giống cho tới khoảng 6 tháng là mình xây qua cá tạp. Nuôi vừa thức ăn công nghiệp với mà cá tạp đó, tới hiệu quả cũng đạt cao, vì nó ít có dơ đáy hơn đó. Lúc đầu thời gian đầu có dơ đáy ít nó nhiễm bệnh hơn. Tại vì thức ăn công nghiệp nó không có thải chất thải nhiều như cá tạp của mình. Nó sẽ sạch đáy hơn nhiều, cá ít bị ghẻ. Cái cốt lõi là gần đây là mình làm cho người dân là thay đổi được cái tập tục, là như ngày xưa là nuôi cá là toàn là ăn cá tạp không à, cá biển. Ngày nay là mình cái mô hình mình tác động người dân, giờ hầu như họ cũng thực hiện theo mình cũng khá nhiều rồi đó. Là họ đã sử dụng được cái thức ăn viên, thức ăn công nghiệp. Cái thức ăn đó thì nó sẽ hạn chế đi cái rủi ro trong cái thức ăn tự nhiên. Như là khi những ngày mà mưa bão hay là kéo dài 5-7 ngày đó, là biển ghe tàu đâu có đi, đâu có thức ăn cho cá ăn. Thì người ta phụ cái thức ăn viên vô để cải thiện cái nuôi thôi. Nuôi cá cũng rất nhiều năm rồi, nhưng mà từ ngày có cái tổ khuyến nông cộng đồng á, xuống đây chú nuôi thấy có hiệu quả hơn. Thu hoạch của con cá mú thì cao hơn đợt trước 30-40%. Sau thời gian nuôi 10 tháng, cá đạt trọng lượng trung bình khoảng 0,8kg một con và có thể xuất bán. Theo kinh nghiệm của bà con, thời điểm thu hoạch cá vào lúc sáng sớm hay chiều mát, dùng lưới kéo, thao tác phải nhẹ nhàng, tránh làm xây xác cá. Cá bóng mú, thịt ngọt, dai và bổ dưỡng, có tác dụng giải nhiệt, giàu khoáng chất, được chế biến thành nhiều món rất ngon. Nhờ tìm được đối tượng nuôi thích hợp, có quy trình nuôi tốt đã giúp cho nhiều bà con ổn định đời sống, xây dựng nên vùng đất có thế mạnh về nghề nuôi biển và du lịch.